Ủy ban Nhân dân phường Thạch Thang, quận Hải Châu tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn, đồng thời định hướng hoạt động thời gian đến. Hiện, phường Thạch Thang có tổng cộng 44 tổ COVID-19 cộng đồng vẫn đang duy trì hoạt động tại các khu dân cư, ngay cả sau khi các khu vực này dỡ bỏ phong tỏa và chuyển sang trạng thái nới lỏng. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, các tổ COVID-19 cộng đồng vừa là lực lượng nòng cốt sát cánh cùng người dân trực tiếp chống dịch, vừa là kênh thông tin hữu hiệu giữa chính quyền và người dân địa phương. Ngoài việc hỗ trợ các hoạt động y tế, những tổ này còn giúp bà con trong khu cách ly có đủ nhu yếu phẩm cần thiết để trang trải qua những ngày dịch. Hội nghị cũng là dịp để các tổ thảo luận và định hướng hoạt động thời gian đến. Dịp này có 9 tập thể, 27 cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì những đóng góp trong công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường thời gian qua.